tin cho mình nữa nhở? Em kiên 16 cộng. Em đang có nhu cầu cần build một bộ PC có thể chơi được Genshin Impact, LOL, Dota 2 và cả CSGO nữa. Mà em chỉ có 10 triệu thôi, có build được không chị? 10 triệu thôi à? Ok em, làm luôn chứ sao? Và đây là tất cả những cái linh kiện mà mình đã pick trong tầm phân khúc giá 10 triệu đồng để có thể chơi ngon nghề Genshin Impact mà bạn khách hàng lúc nãy có inbox cho mình. Ngay bây giờ thì chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Hàn Đại Computer. Hình như là có vẻ hơi nóng đi mà. Thôi, cởi cái áo ra đã rồi review cho anh em. Nào, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến đi với chiếc CPU này. Các bạn có thể biết thì là 10.100F đang là mưa làn gió trên thị trường bởi là CPU phân khúc giá rẻ. Hiện tại thì em nó đang có hàng khắp mọi nơi rồi, cũng như là tại tất cả các showroom của Hà Nội Computer. Và giá của bạn này thì là 2.399.000 đồng. Nó đang là cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ryzen 3 3100 của AMD. Mà ở đây thì chúng ta sẽ có sở hữu được là 4x8 luồng. Bên cạnh đó thì mức xung cơ bản sẽ là 3.6, và khi tôi boot lên sẽ được là 4.3GHz. Và trong cái phân khúc tầm 10 triệu thì mình nghĩ là lựa chọn những cái gì mới nhất, hiện đại nhất bây giờ thì chắc chắn em 10.100F này sẽ là lựa chọn đầu tiên. Và để đi kèm với chiếc CPU này thì ở đây mình cũng có chọn một chiếc mainboard ngon bổ rẻ đến từ nhà Asrock. Và bạn này thì có tên là đây, H410MHVS. Với một chiếc mainboard như thế này thì bạn ấy hỗ trợ cho các dòng CPU socket RGA1200. Và tông màu chủ đạo của cái bạn main này thì chỉ là màu đen thôi. Rất là thuần túy, nhưng mà cái điều đó thì lại hỗ trợ làm nâng lên những cái vẻ đẹp khác hoặc là các linh kiện khác. Hay đơn giản là nhiều anh em về sau muốn nâng cấp thì các linh kiện có đèn led lục thì rất là phù hợp. Đây, và đây là cái ngoại hình bên ngoài của chiếc sóc của chiếc mainboard mà ngày hôm nay mình chọn. Tiếp đến là vì với phân khúc là ở đây chỉ có 10 triệu đồng thôi, nên là mình sẽ cố gắng là chọn những cái linh kiện nào mà ngon bổ rẻ nhất, cũng như là đảm bảo đủ cái hiệu năng để anh em có thể chơi một vài tựa game, cũng như là hay là làm các cái tác vụ đồ họa nhẹ nhàng cơ bản. Thì ở đây tiếp theo mình sẽ lựa chọn một chiếc RAM đến từ nhà Avisia. Avisia bạn này thì có tên là 1SOE 8GB. Thực chất ở đây, ở video trước ấy, thì có những bạn hỏi mình là tại sao lại chỉ chọn một thanh RAM mà không phải là hai thanh 4GB. Thì ở đây thì mình có muốn giải thích một chút xíu rằng là với cái giá thành của một chiếc RAM 8GB như này sẽ chắc chắn là rẻ hơn hai thanh 4GB, mà hiệu năng thì cũng gần như là tương đương. Và bên cạnh đó thì với chiếc mainboard này thì cũng sẽ hỗ trợ cho các em sau này khi mà có điều kiện hơn thì các bạn có thể nâng cấp mua thêm một chiếc 8GB nữa hay là 16GB để gắn thêm vào. Điều này cũng rất là ok. Còn trong video này mình vẫn muốn nhấn mạnh lại một điều rằng là phân khúc của chúng ta chỉ có 10 triệu, nên là mình đang muốn lựa chọn những cái gì tối ưu và tốt nhất cho anh em nhá. Và chắc chắn rồi, với một bộ máy chơi game thì chúng ta không thể nào thiếu được những chiếc card đồ họa. Và ngày hôm nay thì mình đang lựa chọn chiếc card đến từ Gigabyte. Có thể nói đây là ông vua trong phân khúc cả giá rẻ RX 570. Bạn này thì có cái hiệu năng từ gần tương đương với lại GTX 1650, nhưng mà giá thành thì rẻ hơn từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Và hiện tại tại Hà Nội Computer thì bạn này đang được bán với mức giá là 3.499.000 đồng. Về phần lưu trữ thì ở đây mình lựa chọn là SSD KingFat F10 256GB. Với cái dung lượng như thế này thì anh em có đủ sức để cài Win, và bên cạnh đó thì lưu một số cái tựa game nhẹ nhẹ, và chắc chắn là không thể nào thiếu được Genshin Impact rồi. Còn nếu như anh em nào đang phân vân rằng là liệu cái nhu cầu của mình có lớn hơn về trong tương lai thì làm thế nào thì cũng yên tâm nhá, bởi vì cái chiếc mainboard ban đầu mình có lựa chọn là Asrock H410M thì bạn này có tới 4 cổng SATA 3, có thể thoải mái cho anh em về tương lai mua thêm SSD hay là HDD nâng cấp sao cũng được. Ok. Và bây giờ cuối cùng thì mình cũng lựa chọn cho các bạn một chiếc nguồn SSB. Bạn này thì có tên là HIN550 và 550W. Và cuối cùng thì chắc chắn không thể nào thiếu vỏ cây có thể để bao bọc tất cả những cái bạn ở bên trong. Và ngày hôm nay thì vẫn với cái tiêu chí là ngon, bổ, rẻ thì mình có lựa chọn cho các bạn một chiếc vỏ cây. Vỏ cây này thì có tên là GameMark G361. Thiết kế bên ngoài thì cũng không có quá gì nổi trội khi chúng ta chỉ có một cái tông đen huyền bí như thế này. Bên cạnh đó là mặt hông thì được điểm nhấn thêm một lớp mica để các bạn có thể sâu hết toàn bộ cái linh kiện bên trong. Nhưng mà các bạn lưu ý một điều là tất cả những cái linh kiện ngày hôm nay mình lựa chọn thì chưa hề có một tí lập lè đom đóm nào cả. Nên nếu như anh em nào muốn trang hoàng thêm thì đầu tư thêm trên cái mức giá 10 triệu ấy thì có thể đầu tư khoảng
hai quạt led ở phía trước này, một quả led phía sau nữa thì ngon như hành đào luôn. Còn nếu mà anh em nào cẩn thận hay là muốn trang trí nhiều hơn nữa thì vẫn ok, bởi lẽ là cái chiếc cây của chúng ta rất là rộng. Bên cạnh đó thì ở đây sẽ các cổng kết nối cũng khá là đa năng. Các cổng kết nối thì được đặt ở phía trên, bao gồm có nút nguồn này, reset, jack cắm tai nghe, và bên cạnh đây là một cổng USB 3.0 cũng như là hai cổng USB 2.0. Vỏ cây thì được thiết kế khá đơn giản, không cầu kỳ, nhưng mà anh em để trên bàn làm việc hay góc gaming thì vẫn thoải mái. Hơn nữa là trải nghiệm chơi game trên PC này thì khá là ok, như mà mình đang chơi Genshin Impact hay là nhiều tựa game khác giống như là LOL, CSGO hay là Dota. Và đây là bộ PC mà mình vừa review xong. Anh em có thể thấy là khá đơn giản đúng không? Nhưng bây giờ tôi sẽ bật mí cho anh em làm sao lại vừa tiết kiệm cũng như là vừa giúp cho em nó lập lòe đèn đóm lung linh nhuyễn nhảo. Thì đây, dụng cụ bí mật, một chiếc đèn nhánh màu vàng. Đấy, nắp của em này thì mở ra cũng khá là dễ dàng. Bây giờ chỉ cần một vài bước cơ bản thôi mà cái bộ máy này sẽ lung linh huyền ảo ngay. 2000 years later. Đấy, anh em đã thấy nó khác biệt hơn nhiều gì chưa? Quá lung linh phải không nào? Cái này thì sẽ do tùy ý sáng tạo của anh em nhé. Còn mình chắc là tay nghề kém chỉ đến được đây thôi. Thôi, nói chung là không nói dài dòng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần là liệu rằng có một số anh em đang hỏi mình là với những cái bộ PC giá rẻ như thế này, về lâu về dài trong tương lai thì liệu có dùng được ok hay không? Thì mình chắc chắn với các bạn là có. Nếu như mà các bạn chỉ muốn dùng những em máy như thế này để sử dụng những cái tác vụ bình thường cơ bản hay là chơi một số game nhẹ nhàng cũng như là làm đồ họa ở cái bước gọi là edit video vui vui thôi. Còn nếu như mà anh em muốn chiến các cái tựa game mạnh hot hit nhất bây giờ cũng như là làm phim chuyên nghiệp thì cái lúc ấy chắc chắn phải đổ thêm khá là nhiều thóc vào đây nhá. Còn túm lại ở video này thì nếu như là một người không quá yêu cầu về cái sự lung linh rồi một cái sự gì đấy đơn giản, giá thành cũng chỉ đâu đấy khoảng 10 triệu đồng thì đây là một chiếc cây mình thấy rất phù hợp với các bạn. À, mà nói từ nãy tới giờ thì đây là chiếc cây mình sinh ra để phục vụ cho cái nhu cầu của khách hàng đầu tiên muốn chơi Genshin Impact mà vẫn chưa có phần test game đúng không? Thế thì trở lại tại video này chúng ta hãy cùng test game nhé. Bắt đầu thôi. Và để sở hữu được bộ PC này thì anh em chỉ phải trả ra là 10.500.000 đồng mà thôi. Trong đó thì chưa bao gồm có khuyến mãi trừ 400.000 trực tiếp vào giá bán nhé. Anh em nghĩ sao về bộ PC này thì cũng hãy cùng comment xuống phía bên dưới. Cũng như là đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp theo của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye. Rồi, xong. Để béo vào.